Vario làm nồi một chiếc. Với chiếc này 13.480 thì 13.200 đó, giống như mua lượt chứ đi mà có hẹn á. À cho anh em coi nha. Dắt cái này vô đây anh bắt cái nồi cho. Ờ dắt xe ra cái lẹ đây, đang quay cái clip rồi. Đi hẹn nhau. Đi lớn, đi lớn. Đây, một chiếc nữa nha, liên tục. Cho cũ đi, bắt nồi là xong. Bắt cái nồi. Dắt xe giùm anh. Ném nhu cầu thì qua địa chỉ đây nha. TPK 147 Tân Khai, số điện thoại. Đang dọn chiếc vết ngàn nữa. Có quay mày ai giữ đâu. Dán rơm, rơm xịn với ốp kẹp bột. Quay cái này luôn. Đi chung đi. Đây có nhận dọn xe mô tô làm tem sơn xiết rồi nha. Có luôn làm nồi nha anh em. Nhất ngàn này chuẩn bị làm nồi luôn. Nhìn nó có độ sâu đẹp đó anh em. Bà ơi làm số còn lại em nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem lần. Đây đang là một chiếc winner nồi rồi, giờ thêm một chiếc nữa. Mình xong chưa? Lần xong rồi. Ăn ngon, ăn ngon. Số xe đang làm chưa xong. Đông quá nhưng mà phải làm kỹ cho anh em đấy. Nồi năm đấy 1 tháng rồi đó. Quá trời. Rồi rồi để anh gắp gì cho. Cảm ơn anh em đã tin tưởng TPK Bảo và Chung nha. Giờ đang làm từ từ nữa hết đóng xe này. Đây là Vision dọn full. Đẹp. Aprilia này. Rồi, Applet. S20. Rồi. Xong.